Xin chào mọi người, ta chính là Sir Pickerman của vũ trụ 7. Anh em có thấy ta hầm hố, chất chơi không? Chúng ta thế này thôi, nhưng ta vô cùng là hiền lành và tốt bụng nữa. Hiện tại vũ trụ 7 đang lâm nguy rồi, bọn Sir Kibi Toilet, bọn chúng đang làm loạn. Ta phải tới đó để tiêu diệt bọn chúng mới được. Sau khi tiêu diệt hết cái bọn Sir Kibi Toilet ở cái vũ trụ này, thì ta sẽ tới vũ trụ 1 để giúp đỡ những người anh em của ta. Không ngờ bọn chúng lại mạnh đến như vậy. May là ta chạy nhanh, chứ không được bị tiêu diệt rồi. Bây giờ ta phải đi tìm linh kiện để nâng cấp mình lên và quay trở lại để cứu Uprighton TVman Super mới được. Thật không ngờ bên trong thành phố của vũ trụ 7 lại đẹp đến như vậy. Kìa, là ai? Không lẽ là tay chân của bọn Sir Kibi Toilet? Ta phải tới đó bắt hắn ta khai ra chỗ ở của cái bọn Sir Kibi Toilet mới được. Tên kia, wow, cái con này là con gì mà trông hắn ta lại xịn sò đến như vậy? Bây giờ ta mà lấy được áo giáp của hắn ta thì sức mạnh của ta sẽ tăng lên và bọn Sir Kibi Toilet sẽ bị ta tiêu diệt thôi. Ha 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 ha. Cái gì? Ngươi có ý định cướp áo giáp của ta ư? Ngươi được lắm, tên Sir Kibi Toilet xấu xa, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Tên đầu mũi khoan kia, hãy xem sức mạnh của Sir Pickerman ta đây cho. Luồng khói của ta vô cùng là mạnh, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Ta đấm, ta bắn như này, ta xiên như này cho. Ai chà chà, ngươi còn có cả chiêu thức độn thổ ư? Hãy xem chiêu thức phun lửa của ta đây cho. Không ngờ cái Sir Pickerman này hắn ta lại mạnh đến như vậy. Nhưng không được, ta phải tiêu diệt hắn ta để lấy áo giáp và lõi năng lượng và quay trở lại giải cứu Uprighton TVman Super. Ta sẽ bổ ngươi, ta khoan ngươi này, khoan. Ha. Với cái mũi khoan đó thì ngươi làm sao khoán thủng áo giáp ta? Hãy xem sức mạnh của Sir Pickerman ta đây cho. Chiêu thức lùi khói màu đen, tiêu diệt cái con đầu mũi khoan này đi cho. Sir Kibi Toilet kia, ta sẽ phá hủy ngươi. Khoan đã, dù hôm nay ngươi có phá hủy ta, nhưng ta có tên đàng hoàng, không phải là Sir Kibi Toilet. Ta là Titan đầu mũi khoan. Dù ngươi có là đầu mũi gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ tiêu diệt ngươi luôn. Những người anh em Uprighton TV Man, đồng hồ man, ta đi trước đây, ta không thể cứu mọi người nữa rồi. Cái gì? Hắn ta có biết Uprighton TV Man và đồng hồ man ư? Chẳng nhẽ đây chính là đồng đội của ta? Người có quen Uprighton TV Man Super ư? Đúng vậy, đó chính là người anh em bào sinh ra tử của ta. Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy đã bị bọn Sir Kibi Toilet giam giữ rồi. Ta đang đi tìm linh kiện để nâng cấp mình lên để giải cứu cậu ấy đây. Vậy người mau dẫn ta tới đó, ta sẽ giúp các người giải cứu cậu ấy. Anh Sir Pickerman, bọn chúng kia rồi. Kibi Toilet, các người được lắm, dám bắt nhốt những người anh em của ta ư? Ta phải ra đó và tiêu diệt bọn chúng mới được. Mấy cái tên Sir Kibi Toilet kia, ai cho các người bắt nhốt những người anh em của ta? Lại là tên nào đến đây để lột mạng đây? Đại ca, theo như em được biết thì tên này chính là Sir Pickerman, người anh em của cái tên Uprighton TV Super. Các người biết cũng rõ đấy, anh em của ta tới rồi, các người chỉ có thể là tiêu thôi. Các người có thả cậu ấy ra không, hay là để ta phải ra tay đây? Hừ, dù ngươi có là Uprighton Sir Pickerman Super thì chúng ta cũng không sợ đâu. Nếu ngươi đã tới đây thì chúng ta bắt ngươi luôn, ăn thịt ngươi luôn. Sir Pickerman, cậu không phải nói chuyện nhiều với chúng đâu, sống lên tiêu diệt chúng đi. Đầu mũi khoan, chúng ta sống lên tiêu diệt mấy con Sir Kibi đi. Hãy xem sức mạnh của Sir Pickerman tới đây. Hãy thử con tinh tinh này, hãy thử con nhà khoa học này. Ta sẽ đấm, ta sẽ đạp ngươi. Luồng khói của ta sẽ tiêu diệt các ngươi cho. Hãy xem ngọn lửa trên đầu của ta đây cho. Tinh tinh, cái quái gì thế này? Cái con Sir Pickerman này, hắn ta mạnh quá. Chúng ta không phải thủ đâu, chúng ta mau chuồn thôi, chứ không được tiêu diệt mất. Người chuồn ư? Không dễ vậy đâu. Có Sir Pickerman ta ở đây, ta sẽ tiêu diệt hết ngươi. Hãy tìm nhà khoa học này, hãy xem chiêu thức phun lửa của ta đây cho. Ta đấm, ta đạp ngươi cho. Nhà khoa học không ổn rồi, mau chạy thôi, chứ không được tiêu diệt nó. Còn sống là còn cơ hội quay trở lại trả thù bọn chúng, mau đi thôi.
Dăm ba mấy cái tên Sở Kỳ Bi nhãi nhép mà cũng đòi cản đường ta. Đúng là không biết trời cao đất dày là gì cả.